Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thanh Huê. Và ngày hôm nay thì em rất vui mừng thông báo cho các bác một cái tin rất là vui luôn. Bên em đang xả những cái chiếc đầu cối Tech, đầu cối Akai và cho đến những cái cặp loa cổ Pioneer. Video này thì em dành riêng để xả những cái chiếc đầu cối Tech và Akai với cái model là Tech A7010, A6010 và Tech 7400. Và những con đầu cối phía bên trên kia là đến từ thương hiệu Akai. Akai 635D nút đỏ và 646747. Các bác không xem video này thì các bác đã bỏ qua cái cơ hội cho mình khi mua sắm những cái sản phẩm vừa ưng ý với cái giá thành thì rất là thấp. Và bác nào đang có ý định mua hay là đang thích thì các bác hãy nhanh tay liên hệ với em để được những cái sản phẩm với cái giá rất là thấp luôn. Đó, các bác tiết kiệm được một khoản tiền. Những chiếc đầu cối này thì có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Zin tuyệt đối và có những cái con còn thùng xốp. Đó, còn nguyên thùng xốp thì tất nhiên là rất là đẹp, rất là mới. Mới đến trên 99% luôn các bác nhé. Và em sẽ tiến tới lại gần hơn để các bác quan sát kỹ về những cái chiếc đầu cối này ạ. Đây là cái con Tech 7400 các bác nhé. Và đây là mặt trên. Tất cả đều là đẹp, zin. Em báo giá luôn tại video. Con này với cái giá là 27 triệu. Dạ vâng, 27 triệu. Trên thị trường đang bán với cái giá là trên 30 triệu đấy các bác ạ. Đó, em giảm sâu cho các bác nhé. Và tiếp theo là cái con 6010. Đây là mặt trên. Toàn bộ xung quanh cái đầu là đều là cái hồi gỗ. Con này em giảm còn 10 triệu. Dạ vâng, chỉ 10 triệu được một chiếc đầu cối Tech A6010 các bác nhé. Bác nào ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em xem sản phẩm. Và các bác ở xa thì em sẽ ship tận nơi cho các bác. Tiếp theo là một cái model A7010. Đây là bên trên. Bao bọc xung quanh con đầu đều là hồi gỗ các bác nhé. Và con này thì bên em đang giảm còn với cái giá là 28 triệu các bác nhé. Dạ vâng, chỉ 28 triệu một chiếc đầu Tech A7010. Tiếp theo, phía bên trên đây. Đây, con bên này chính là cái con 635D nút đỏ các bác nhé. Rất là đẹp luôn, còn nguyên thùng xốp. Đó. Đây là mặt trên. Hai hông đều là hồi gỗ các bác nhé. Con này em bán 46 triệu, em giảm còn 44 triệu các bác nhé. 44 triệu một chiếc đầu full thùng. Tiếp theo là một cái con với cái model là 747 các bác nhé. Đó,
AKGX747. Mặt trắng như bông bưởi luôn, rất là đẹp. Và đây là mặt trên các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Con này em bán còn cái giá là 67 triệu các bác nhé. 67 triệu một chiếc đầu. Tiếp theo, đây là cái con Akai 646 các bác nhé. Đó, em quay nó ngược sáng. Đó, Akai model GX646. Mặt phai nhôm trắng, rất là đẹp luôn. Đây là mặt trên các bác nhé. Và cái con 646 này, con này em bán với cái giá là 56 triệu các bác nhé. Và ở video sau em sẽ lên sóng thanh lý cho các bác những cái cặp loa cổ bên em. Các bác nhớ đón xem ạ.